cô Mai. Chuyện đáng như thế này mà cô làm sai, tiêu tốn của công ty biết bao nhiêu tiền rồi. Sai thì làm lại, em đừng buồn nữa. Em sao nữa? Đừng tỏ ra mạnh mẽ nữa, cần gì thì cứ nói anh nhé. Ủa chứ em rảnh quá không có gì làm hay sao vậy? Đang bận cứ gọi hoài. Khăn giấy của em. Phụ nữ lạ lắm, người không quan tâm đến mình, mình lại hết lòng yêu. Còn người thật sự yêu mình thì mình lại bỏ lỡ. Mai! Nhưng từ giờ tôi sẽ không bỏ lỡ nữa đâu.